Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh 5 phút của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã công bố quyết định của Bộ Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 tại hai thôn là Thái An của xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải và thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam của tỉnh Ninh Thuận. So với mặt bằng cũ đã được phê duyệt vào năm 2010, thì mặt bằng mới của hai nhà máy này đều được mở rộng về phía Tây Nam và lùi sâu vào đất liền từ 300 đến 400 mét. Tổng diện tích đất của hai dự án trên đất liền là gần 900 hecta và trên biển là hơn 800 hecta. Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 cùng được quy hoạch với quy mô 4 tổ máy, công suất mỗi tổ máy là từ 1.000 đến 1.200 MW. Trên cơ sở quy định điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận sẽ triển khai dự án di dân tái định cư theo quy định. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị tư vấn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận sẽ phối hợp triển khai thiết kế, xây dựng các hạng mục hạ tầng đồng bộ, phục vụ cho việc thi công. Sáng ngày 16 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã đi giám sát một số công trình trọng điểm của quốc gia tại thành phố này. Đồng thời cũng làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và ngành giao thông vận tải thành phố cùng các nhà thầu thi công. Tại buổi làm việc, đại diện ngành giao thông thành phố đã báo cáo nhanh tình hình thực hiện một số tuyến đường sắt đô thị. Theo đại diện ngành giao thông thành phố, hiện khó khăn trong việc thực hiện các dự án đường sắt chính là những thay đổi trong luật xây dựng. Hầu hết các công trình cũ đang áp dụng cơ chế cũ, cho nên việc phải thay đổi để áp dụng theo cơ chế mới là điều không dễ dàng. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao tiến độ thực hiện của các công trình tại thành phố. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần tính toán đưa vào khai thác các tuyến tương lai, tạo điều kiện trong nhà ga mau chóng hoàn thành. Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã đi kiểm tra thực địa tại một số công trình thi công các tuyến đường sắt đô thị của thành phố Hồ Chí Minh. Về việc 1.000 lao động của Việt Nam làm việc tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị chấm dứt hợp đồng lao động, hiện nay thì Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có thông tin chính thức về vấn đề này. Theo đó, thì từ năm 2014, khi có thông tin phía các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ dừng tiếp nhận lao động vệ sĩ của Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã báo cáo và kiến nghị lãnh đạo chính phủ có các biện pháp vận động để phía các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục chương trình. Tuy nhiên, cho đến nay thì lãnh đạo cấp cao của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn chưa có ý kiến chính thức. Do chương trình sẽ kết thúc vào tháng 8 năm nay và chưa có kế hoạch gia hạn, cho nên vừa qua thì công ty sử dụng lao động phía các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bắt đầu làm thủ tục về nước cho toàn bộ lao động vệ sĩ, trong đó có gần 1.300 lao động chưa kết thúc hợp đồng 3 năm tính đến tháng 8 năm 2015. Như vậy, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động, đặc biệt là số lao động phải về nước trước thời hạn, thì Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã làm việc về các chế độ liên quan đối với người lao động theo hợp đồng lao động và theo pháp luật lao động của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cụ thể như sau, tất cả các lao động sẽ được hoàn lại tiền vé máy bay từ Việt Nam sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, chi phí đào tạo trước khi xuất cảnh và tiền thưởng $500. Còn đối với những lao động chưa đủ 3 năm hợp đồng, thì Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đề nghị phía công ty xem xét bồi thường tiền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cho người lao động theo luật lao động của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cũng khẳng định là không có chuyện bất cứ tổ chức cá nhân nào ăn chặn tiền của người lao động tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, bởi lẽ rằng toàn bộ tiền lương hay tiền thưởng đều được chuyển trực tiếp vào tài khoản của người lao động. Còn về phía công ty môi giới xuất khẩu thì không được tham gia vào bất cứ quy trình tiền lương, tiền thưởng nào của người lao động. Chuyển sang phần tin quốc tế, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đã lên tiếng đề cao vai trò của Mỹ trong việc đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran sau gần 20 tháng đàm phán căng thẳng. Và theo ông Lavrov, đóng góp của các nhà đàm phán Mỹ đối với sự thành công của thỏa thuận hạt nhân với Tehran là không thể chối cãi. Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ quan điểm rằng động thái trên sẽ góp phần nâng cao sự tự tin giữa Iran, nhóm P5+1 và các nước láng giềng. Trước đó, trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ, Tổng thống Barack Obama cũng đã cảm ơn Tổng thống Putin về vai trò quan trọng của Nga trong việc đạt được thỏa thuận hạt nhân mang tính lịch sử nói trên. Quốc hội Ukraine vừa thông qua một dự luật trao quyền tự trị lớn hơn cho hai khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, đó là Donetsk và Lugansk. Dự luật trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo phương Tây hối thúc chính quyền Kiev trao cho các khu vực đòi độc lập ở miền đông một số quyền tự trị trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được tại thủ đô Minsk của Belarus vào hồi tháng 2 vừa qua. Dự kiến là sau cuộc bỏ phiếu, Quốc hội Ukraine sẽ chuyển dự luật nói trên lên Tòa án Hiến pháp xem xét tính hợp hiến. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 5 phút của Đài Truyền hình Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.